Tám La Mã khuyên nhủ các thiện tín tại gia. 1. Dạy về luân thường đạo giáo. Phải tận tánh học Phật mới có thể tận hết luân thường học khổng. Phải tận hết luân thường học khổng mới có thể tận tánh học Phật. Thử coi những bậc đại trung, đại hiếu và những vị phát huy tâm pháp của tánh hiền trong Nho giáo, xưa nay không vị nào là chẳng nghiên cứu kinh Phật sâu xa, ngầm tu thầm chứng. Hợp hai đạo Phật và Nho lại thì cả hai cùng tốt đẹp, tách ra thì cả hai cùng bị tổn thương. Bởi lẽ người trong cõi đời không ai chẳng thuộc trong dòng luân thường, mà cũng không ai ra khỏi tâm tánh được. Để trọn vẹn luân thường tâm tánh ấy thì dùng chẳng làm các điều ác, dâng làm các điều thiện của nhà Phật để khắc kỹ, giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, dùng cha hiền, con hiếu, anh nhường, em kính để hỗ trợ. Do vậy, cha con, anh em, vân vân dắt dìu nhau cùng trọn vẹn luân thường, tâm tánh, trừ khử phiền hoặc, huyễn vọng để khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng những về thể là một, mà về dụng cũng chẳng có hai. Phải biết rằng, Phật Pháp là Pháp chung của chính Pháp giới, không một ai là chẳng nên tu, mà cũng không ai là chẳng thể tu nổi. Những kẻ nói Phật giáo dứt bỏ nhân luân, làm hại thánh đạo đều là những kẻ mù, chẳng thấy hình sắc cứ luận càn. Vì sao nói như thế? Đức Phật đối với cha dạy lòng từ, với con dạy lòng hiếu, với vua dạy lòng nhân, với bầy tôi dạy lòng trung, chồng sướng vợ theo, anh nhường em kính. Với những lời lẽ hay đẹp, những hành vi tốt đẹp, không điều nào kinh Phật lại chẳng thuật rõ túc nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả. Những điều Phật dạy về lòng từ, lòng hiếu, vân vân giống với Nho giáo, nhưng những điều đạo Phật dạy về nhân quả ba đời thì Nho giáo còn chưa bao giờ được nghe đến. Huống hồ là đoạn hoặc chứng chân và viên mãn bồ đề quy về pháp vô sở đắc. Tiếc là những kẻ ấy chưa được biết đến, chớ nếu đọc kỹ, nghĩ chín chắn, ắt sẽ khóc lóc, đau đớn, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn thương vì tội lỗi bán Phật vậy. Muốn học Phật, tổ, trước hết phải giữ pháp thánh hiền. Nếu như thiếu sót bổn phận, trái nghịch luân thường, thì đã là kẻ tội nhân danh giáo, còn làm đệ tử Phật sao được? Phật giáo tuy vượt ngoài thế pháp, nhưng gặp vua nói nhân, gặp bầy tôi nói trung, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, từ cạn mà lần đến sâu. Hạ học thượng đạt, học từ những điều căn bản thấp kém, nhưng đạt được những điều cao quý. Hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư, ắt sẽ biết được đại khái vậy. Muốn làm Phật tử chân thật, phải bắt đầu làm chân nho trước đã. Nếu đối với những sự như chí tâm thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, giữ lòng kính, trọng lòng thành, hiếu đễ, vui vẻ, cung kính, vân vân mà chẳng thể tu tập, đôn đốc, thì nền tảng chẳng kiên cố, học Phật sao được? Chọn lấy tôi trung trong đám con hiếu, kẻ tánh hạnh trái nghịch nho phong, lẽ nào gánh vác được gia nghiệp của Như Lai? Trên nối tiếp huệ mạng, dưới quá độ chúng sanh cơ chứ? Phật Pháp không sự gì to lớn chẳng bao hàm, không điều gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên, dù là Pháp thế gian hay xuất thế gian, không một Pháp nào lại chẳng thuộc phạm vi của Phật Pháp. Những kẻ câu nệ, hủ bại trong thế gian thường cứ bảo, xuất gia là trái nghịch luân lý. Họ đều là hạng chưa suy xét thấu đáo, đã vội hủy bán, sợ mắc nghẹn nên bỏ ăn, tự chôn vùi tánh mạng, thật là đáng thương. Nếu có mở rộng được tầm mắt, thì mới biết được Phật Pháp lưu truyền rộng rãi khắp trong ngoài Trung Hoa. Đạo Pháp thịnh hành cả 2000 năm qua, được rất nhiều vua thánh, tôi hiền, hào kiệt, dĩ nhân hộ trì, truyền bá,
Lẽ đương nhiên, đạo ấy phải là chân đạo mà phàm tình chẳng thể suy lường được nổi. Dù có bị một hai gã nho sĩ câu nệ, hủ bại, bài xích, hay những tên vua bạo ác, quỷ phá, rốt cuộc hai tay vẫn không che nổi mặt trời, ngửa mặt nhổ lên trời, chỉ càng tự phô bày cái thấy biết kém cỏi, ít ỏi của mình mà thôi. Tự làm lạc gây tạo tội lỗi, chứ rốt cuộc Phật Pháp có bị tổn hại gì đâu. Lại có kẻ bề ngoài làm ra để chê bai Phật Pháp, chứ bề trong lại thật sự tu chứng. Từ đời Tống đến nay, những bậc danh nho không có ai lại chẳng phải như vậy cả. Cho nên, quan tôi nói thành ý chánh tâm do vậy hãy còn khiếm khuyết, thật đúng là đời bàn quyết định vậy. Đối với việc học Phật, vốn phải trọn vẹn nhân đạo mới hồng hướng đến được. Nếu chẳng thật sự thực hành hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, dù có suốt ngày thờ Phật, Phật cũng chẳng gia hộ. Ấy là vì Phật Pháp bao gồm hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian. Vì thế, với cha nói từ, với con nói hiếu, khiến ai nấy đều tận hết bổn phận làm người, sau đấy mới tu pháp xuất thế. Dĩ như muốn dựng lầu cao vạn trượng, ắt trước hết phải đắp nền móng kiên cố, khai thông đường nước, thì lầu cao vạn trượng mới có thể xây lên được, mới vĩnh cửu chẳng hư hoại. Nếu như nền móng chẳng vững, ắt chưa xây xong đã sụp. Sách Luận Ngữ nói: tuyển trung thần ư, hiếu tử chi môn, nghĩa là chọn tôi trung từ nơi con hiếu. Học Phật cũng giống như vậy. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư: thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư dạy: đừng làm các điều ác, dần làm các điều lành. Muốn học Phật Pháp phải khắc kỷ, dè dặt, việc gì cũng phải xuất phát từ tâm chân thật mà làm. Người như vậy mới đáng gọi là chân Phật tử. Nếu tấm lòng gian ác lại toan mượn Phật Pháp để tránh tội nghiệp, có khác gì trước đã uống thuốc độc, sau lại uống thuốc bổ? Muốn cho thân thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ, phỏng có được chăng? Đại trượng phu muốn văn chương thiên hạ, công nghiệp gian dội vũ trụ, nhưng chẳng thể đoạn hoặc chứng chơn, liễu sinh thoát tử, thì chỉ là chấp vào cái bên ngoài, bỏ sót cái bên trong. Chấp cái có tuy nó chỉ là đằng ngọn, bỏ đi cái không dù nó chính là đằng gốc. Người đời ai có thể vẹn toàn được mọi việc? Chúng ta chỉ nên gắng sức giữ vẹn luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp là được, cần gì phải bận tâm đến điều khác nữa. Trộm nghĩ, nho lễ coi trọng cúng tế xuân thu, Thích giáo đặt nặng việc quanh năm truy tiến. Nghĩ đến cái ơn nguồn nước, cội cây mà thực hành cẩn thận, chu đáo việc truy tiến thì thế gian, xuất thế gian nào có gián đoạn chi? 2. Luận về giáo dục gia đình. Gia đình muốn hưng thạnh phải bắt đầu từ gia nguyên nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã bỏ phế gia quy. Muốn con em thành người phải bắt đầu từ hành vi, việc làm của mình sao cho đúng phép tắc, hồng làm gương cho con em. Lý nhất định phải như thế. Nhưng nay muốn bắt đầu giáo dục con em ít tốn công sức nhất. Trước hết hãy nói về nhân quả báo ứng, khiến chúng tập thành tánh, mới hồng mai sau chúng chẳng đến nỗi làm càn quá đáng. Đây thật đúng là diệu pháp bậc nhất để tề gia dạy con, khiến đời yên dân hiền vậy. Con em có nên người hay chăng chỉ là do giáo dục trong gia đình. Phàm đối với con cái, ngay từ nhỏ phải dạy chúng hiếu, để, trung, tín, cần kiệm, ôn hòa, cung kính, để khi chúng lớn lên đi học, đọc sách mới có nền tảng để hưởng được lợi ích. Nếu như từ nhỏ đã dung túng thành thói, hãy khoan kể đến những đứa trẻ không thiên tư, không được học hành đàng hoàng. Ngay cả những đứa có thiên tư, có học hành đàng hoàng cũng chỉ thành thợ gọt giũa chữ nghĩa, thành kẻ bại hoại trong cửa nho mà thôi.
Đời có kẻ tài ngang bắt đẩu, học rộng năm xe, nhưng hành vi, việc làm toàn là ỷ mình thông minh, độc hại sinh linh, quỷ diệt đạo nghĩa. Những hạng ấy vốn là do từ thuở đầu đã thiếu sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Văn chương nghiêm khắc kể từ vợ quá cho đến anh em để giữ gìn gia đình, đất nước. Cũng như sách đại học nói, muốn trị thiên hạ, quốc gia phải bắt đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, đều vì cùng một mục đích. Đấy chính là bí quyết vô thượng để dạy con người trở thành thánh, thành hiền của đạo Nho. Bỏ điều này, cầu lấy điều khác thì đều toàn là tìm tòi nơi ngọn vậy. Với tình hình hiện tại, ngay khi con cái biết nói, nhận biết sự vật, trong nhà hãy dạy con nhận biết mặt chữ trước. Mỗi tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Hạn định mỗi ngày mấy chữ, mỗi ngày học thuộc mặt những chữ đó, xong. Lại bắt con nhận mặt toàn bộ các chữ đã học một hai lượt nữa. Chưa hơn một năm, con sẽ biết được nhiều chữ. Sau này lúc con đọc sách, phàm đọc qua chữ nào đều nhận biết được cả, chẳng đến nỗi có cái tệ miệng chỉ đọc làu làu nhưng vẫn không biết chữ. Tuy theo năng lực của con, sai con làm những việc lặt vặt để tập tánh siêng năng, đừng cho con ăn uống, mặc quần áo quá sang trọng. Phàm những khi con phí phạm ngũ cốc và làm hư hỏng vật gì, chẳng cần biết vật ấy quý giá hay tầm thường thế nào, phải bảo cho con biết những vật ấy chế tạo chẳng dễ, cũng như nói đến những nghĩa lý bị tổn phước giảm thọ vân vân. Nếu con vẫn vậy, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Có như thế, con sẽ tự kiểm ước, trọn chẳng đến nỗi xa xỉ phung phí. Khi con đọc được sách, bảo con hãy đọc kỹ các sách âm chất văn, cảm ứng vân vân, thuận theo từng mặt chữ mà giảng giải. Hễ hành vi hàng ngày của con là tốt lành, bèn chỉ cho con thấy điều thiện trong hai sách ấy để khen ngợi. Nếu hành vi nào không tốt, bèn lấy những điều bất thiện trong hai sách ấy để quở trách. Như vàng đổ khuôn, như nước có đê ngăn, lẽ nào chẳng thành vật dụng, vẫn cứ chạy lung tung như cũ ư? Con người có đúng là người hay không là do từ nền tảng ấy. Chẳng giảng đến điều ấy, lại muốn trở thành con người toàn vẹn, thì quả chăng thiên tư phải hơn cả Mạnh Tử. Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang mở. Hãy nên cho con học ở nhà vài năm trước đã. Mời một vị thầy học vấn, đức hạnh đều tốt đẹp, tinh sâu nhân quả, để dạy con tứ thư, ngũ kinh. Đợi đến khi con học được mấy phần, văn tự lẫn đạo lý chẳng bị lầm lạc bởi những tà thuyết, tục luận, mới cho con vào học những trường hiện thời để mở rộng tầm mắt, biết suy xét việc, chẳng đến nỗi hành động trái thời, không cách gì tiến lên được. Làm được như thế, đứa con nào có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không thiên tư cũng thành người lương thiện. Thật sự ra, những điều lão tăng hay nói chẳng hoài những chuyện riêng mình thiện, khiến người khác cũng thiện, tự lợi, lợi người. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, chuyên gánh, dùng chính thân mình dạy dỗ người khác, nêu gương đạo đức. Như vàng hay đồng đã nung chảy, nghiêng rót vào khuôn. Khuôn ngay sẽ ra hình ngay, khuôn méo sẽ thành hình méo. Chưa đổ vào khuôn đã biết trước là sẽ lớn nhỏ, dày mỏng, huống hồ là khi đúc xong. Gần đây, nhân tình phần nhiều chẳng biết đến điều ấy. Thế nên những con em có thiên tư đa phần ngông cuồng, bồng bột. Kẻ không thiên tư lại ương bướng, hèn kém. Đó là vì lúc nhỏ chẳng uống vào khuôn phép. Như nước đồng sôi đổ vào khuôn hỏng, ắt phải thành đồ hư. Kim loại vốn chỉ một, nhưng đồ đúc ra sai khác nhau một trời một vực. Tiếc thay, Phật lấy vô ngã làm giáo. Hiện tại, những kẻ có chút tri kiến thường nhìn lên tận trời, cứ tưởng chỉ có nghĩa lý văn tự mới là Phật Pháp.
chẳng biết tu thân, tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu định, huệ, ngõ hầu, đoạn hoặc chứng chơn là Phật Pháp. Trộm nghĩ, cha mẹ thương con không gì chẳng quan tâm đến, chỉ trừ khi bệnh tật, hoạn nạn mới bớt quan tâm. Con trẻ vừa biết nói, liền dạy nó niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khiến cho những điều kém xấu đã dung bồi trong đời trước của nó, nay nhờ thiện lực này, ắt tai họa sẽ tiêu ngay khi chưa nảy mầm, được phước nhưng chẳng biết, không còn phải lo gì đến hiểm nạn tai ương, bệnh tật, khổ sở, vân vân. Khi con vừa hiểu biết đôi chút, liền dạy con trung thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sinh và những sự tích nhân quả ba đời rành rành, ngõ hầu tập thành tánh. Ngay từ lúc còn thơ, đã chẳng dám giết hại tàn nhẫn các loài trùng kiến nhỏ nhoi. Lớn lên quyết chẳng đến nỗi làm điều gian ác, khiến cha mẹ tổ tiên mang nhục lây. Con em có tài năng, nếu được khéo giáo quá, sẽ dễ trở thành người chánh trực. Không khéo giáo quá, đa phần sẽ thành hạng bại hoại. Ngày nay, dân không lẽ sống, nước nhà lắm nỗi gian nan, mấy phen chao đảo. Đều là những kẻ có tài năng, nhưng không được khéo dạy, khiến mầm học được ươm từ từ. Người không có tài, đương nhiên phải dạy họ thành thật. Với người có tài, càng phải nên dạy họ thành thật. Thế nhưng, thành thật vẫn có thể là giả dờ. Thoạt đầu, hãy thường nên dạy dỗ về nhân quả báo ứng, và lẽ con người khởi tâm động niệm gì, mỗi mỗi điều thiên địa quỷ thần đều biết, đều hay cả. Khuyên con phải đọc kỹ các sách Âm Chất Văn, Thái Thượng Cảm Ứng, đừng cho rằng chúng không phải là sách Phật rồi xem thường. Ấy là gì? Phàm phu tâm lượng thiển cận. Nếu dùng những lý xa xôi lớn lao để giảng nói, sẽ khó thể lãnh hội được. Những sách ấy, dù già hay trẻ, nghe đến đều được lợi ích cả. Huống hồ là những người lấy việc chú trọng điều thiện làm thầy ư. Với tử thi, phân nhơ, rắn độc mà Đức Phật còn dạy người quán để chứng A-la-hán, số đó nhiều hơn hằng hà sa. Huống hồ là những lời lẽ thiết thực, tồn dưỡng, cảnh tỉnh này há nên xem thường ư? Còn thuộc địa vị phàm phu chẳng thể không bệnh được, nhưng cũng chẳng nên bỏ mặc chẳng trị. Cách trị bệnh ít tốn sức nhất, lại được lợi ích nhiều nhất là lấy bệnh làm thuốc. Lấy bệnh làm thuốc nghĩa là chẳng để bệnh lụy mình. Chẳng hạn như cái bệnh thương mến con cái, quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng ngại gì dùng ngay sự thương mến đó làm cái gốc, khiến con cái khi sống là người chân chánh, chết đi sinh về tịnh độ. Thương con như vậy là biến phàm tình thế gian thành thánh quả xuất thế gian. Nếu chẳng khéo sử dụng lòng ái, mặc lòng nuông chiều con, thì còn hơn giết chết con cả trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần. Nước nhà diệt vong, nhân dân đồ thán đều là do những kẻ cha mẹ chẳng hiểu rõ sự tình ung đúc nên, chẳng đáng buồn ư? Muốn cho con cháu chẳng hướng theo nẻo bại hoại, cùng nhau noi theo chánh đạo, thì nên lấy các sách Cảm Ứng Thiên Dựng Biên, Âm Chất Văn Quảng Nghĩa làm kim chỉ nam. Dù những làn sóng thế tục xấu ác có bủa ngập trời, mây đen phủ kín mặt nhật, cũng chẳng đến nỗi chẳng biết hướng về đâu, chìm đắm mất cả. Nếu không, dù gió lặng sóng yên, mặt trời soi tỏ, cũng khó đảm bảo không có nước xoáy ngầm, vào đó liền bị đắm chìm. Huống hồ trọn chẳng có chuyện gió yên sóng lặng, mặt trời soi thấy tỏ thế đạo nhân tâm. Phải biết nội dung hai chữ âm đức rất rộng, thành tựu con em người ta khiến chúng thành thánh thành hiền, cố nhiên thuộc về âm đức. Thành tựu con em mình khiến chúng thành thánh thành hiền cũng là âm đức. Ngược lại, khiến con em người ta bị lầm lạc đương nhiên là tổn âm đức, khiến con em mình lầm lạc cũng tổn âm đức. Nếu vừa đủ khả năng lẫn đủ sức thì may mắn nào hơn?
Nếu không, đối với những hành vi, ngôn ngữ hàng ngày trong gia đình, phải lấy việc thành thánh, thành hiền làm đầu. Đấy chính là dùng tục để tu chân. Này cư sĩ dùng thân mình thuyết pháp, xin hãy đem ý này thiết tha, bảo cùng bạn bè và hết thảy người quen biết, thì cũng là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. Nhà Châu mở nước là do ba bà Thái tạo lập nền tảng. Văn Dương thành thánh là nhờ Thai giáo. Do vậy biết rằng thế gian không có bậc thánh, bậc hiền là do đời thiếu những người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái, dù con họ chẳng thành Dương Quý, Văn Dương, Châu Công, cũng hiếm đứa làm bậy, gian ngoa. Thế nhưng người đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình nuông chiều thành thói, chẳng biết làm gương cho con, đây chính là một điều đại bất hạnh. Con người lúc còn nhỏ thường gần bên mẹ nên chịu ảnh hưởng của mẹ rất sâu. Con gái ngày hôm nay sẽ là mẹ người khác trong mai sau. Muốn chung đắp quốc gia phải lấy việc dạy dỗ con cái làm nhiệm vụ cấp bách. Đừng bảo con gái là con người ta, cần gì phải mất công lo lắng. Phải biết rằng vì trời đất mà tài bồi một kẻ lương dân biết giữ phận, không công đức nào lớn hơn. Huống hồ nếu một cô gái đức hạnh vẹn toàn, con cái cô ta ắt sẽ noi theo nề nếp tốt đẹp đó, còn gì dễ dàng hơn. Giả nữa con dâu cháu dâu mình chẳng phải là con gái nhà người đó sao? Muốn cho đất nước quật cường không có hiền mẫu thì không có cách nào hỗ trợ được. Đời không mẹ hiền thì chẳng những nước không dân lành, nhà không con ngoan, mà ngay cả những gã thầy chùa bại hoại sống bám vào Phật Pháp thảy đều do những bà mẹ bất hảo sinh ra. Nếu mẹ thật sự hiền, con sẽ trọn chẳng đến nỗi đớn hèn như thế, tiếc thay. Gia quyến của ông rất đông, khi các cô em dâu, em gái, con gái vân vân của ông đi học về, hãy đem những sự nhân quả báo ứng và lợi ích của việc niệm Phật bàn luận cùng họ. Ngõ hầu ai nấy đều biết, trong tâm mình đã tự biết thì tâm sẽ tương thông thiên địa quỷ thần, cũng như sẽ tương thông với từ phụ Di Đà. Do vậy họ sẽ đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng tánh tính. Ngõ hầu hiện tại đáng làm vợ hiền, tương lai xứng làm hiền mẫu, khiến cho nết tốt đó truyền lan trong làng xóm. Đấy cũng là pháp luân căn bản để bình trị thiên hạ quốc gia. Bồ Tát thuận theo thế tục lợi sinh, chẳng bày vẽ phong cách riêng, đối bệnh cấp thuốc, khiến cho ai nấy đều đúng đường về nhà mới thôi. Hiện tại các phụ nữ trong chốn học đường đa phần lầm lạc sinh dị tâm, toàn nắm lấy chính quyền, chẳng biết tự giữ bổn phận giúp chồng dạy con, chính là căn bản khiến thiên hạ thái bình. Bởi lẽ dương nghiệp nhà Chu bắt nguồn từ ba bà Thái. Ba bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự là những bậc thánh trong hàng nữ nhân. Họ chỉ chú trọng dạy con ngay từ lúc còn trong thai để ngầm giúp chồng. Người đời nay chẳng học theo gương ấy, những điều họ toan tính đều là những mưu mô tai ác, khiến thiên hạ loạn lạc biết chừng nào. Người sinh trong thế gian phải có thiện ác phụ trợ mới hồng thành tựu được. Dù là bậc thánh trời sinh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ đạo đức, huống hồ là những kẻ kém cỏi hơn ư. Do bà Thái Nhậm dạy con từ thuở trong thai, nên Văn Dương sinh ra đã có thánh đức. Vì thế, Kinh Thi khen ngợi chuyện ngài nghiêm khắc từ vợ quá cho đến anh em để giữ yên gia đình, đất nước. Đấy chỉ là nói riêng về Văn Dương, chứ nếu luận về bà Thái Tự, cố nhiên đức hạnh của bà cũng bổ trợ cho đường lối đạo đức của Văn Dương. Như hai ngọn đèn cùng chiếu càng thấy sáng rỡ, hai tay cùng rửa mới được sạch sẽ. Cứ xem những lời ông Tư Trai, tiếng thơm của các bà Thái Nhậm, Thái Tự ắt sẽ thấy rõ. Vì thế mới nói,
Đời ít người hiền là do đời thiếu mẹ hiền và vợ hiền vậy. Đó là vì vợ hiền sẽ ngầm giúp chồng, mẹ hiền dạy con cái ngay từ lúc còn trong thai. Huống hồ mấy năm đầu tiên luôn ở bên mẹ, được uốn nắn theo khuôn mẫu tốt đẹp, thường được răn dạy, tánh tình sẽ ngầm chuyển biến, chẳng mong đợi mà được vậy. Tôi thường bảo, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc. Lại cũng thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân đã nắm giữ quá nữa, chính là ý này. Bởi lẽ, kẻ có thiên tư cao, được mẹ hiền ung đúc, được vợ hiền giúp đỡ, ắt sẽ trở nên ý thành, tâm chánh, rạng đức sáng, chuyên trí nơi việc lành. Lúc cùng thì riêng mình thiện, lúc đạt thì khiến thiên hạ cùng thiện. Dù là kẻ thiên tư bình thường, cũng vẫn có thể tuân thủ quy củ. Một bề chữ phận lương dân, trọn chẳng đến nỗi vượt lý trái phận, làm điều sai quấy, gian dối, khiến cha mẹ nhục nhã, gây hại cho đời. Tiếc cho người đời mơ màng, chẳng dạy con gái tận hết lương thường, giữ bổn phận, hằng ngày chỉ lo trao chuốt, chẳng màng đến chuyện gì khác. Mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những chẳng thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, trái lại còn dạy con quá thành kẻ ác. Bởi vậy mới nói, đối với con gái, phải dạy họ chú tâm đến việc dạy dỗ con cái mai sau. Những câu tôi đã nói như, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, và quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nữa, chính là lời chân thật. Gần đây, học vấn phát triển mạnh mẽ. Phụ nữ đi học, đa phần bị những giáo viên chẳng biết dạy từ cội gốc làm cho lầm lạc. Do đó, họ chẳng coi trọng việc tận hết luân thường, giữ bổn phận. Yên cửa, yên nhà, giúp chồng dạy con, ai nấy đều muốn nắm lấy chính quyền. Làm trưởng quan, toan tính quá phận, tập thói cuồng vọng, thật đáng than vậy. Nếu như có kẻ cực lực đề xướng việc dung bồi trong gia đình, khiến cho việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ tự nhiên được hữu hiệu thì may mắn thay. Phận làm con, cố nhiên phải tỏ bày đức hạnh của cha mẹ. Để tỏ bày đức ấy, phải chú trọng đến việc thân mình tự hành. Bản thân phải khắc kỷ, giữ lễ, ngăn tà, giữ lòng thành, biết sai liền sửa, thấy điều nghĩa bèn làm, hiểu nhân quả rõ, kiên giết, phóng sinh, đừng làm các điều ác, dâng làm các điều thiện, sinh tín, phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành, dạy người cùng sinh tịnh độ. Làm được như vậy, dù người ta chẳng biết đến đức hạnh của cha mẹ, nhưng do ngưỡng mộ đức hạnh của người ấy, cũng sẽ ngưỡng mộ lây cả đức hạnh của cha mẹ, tổ tiên kẻ đó, cho rằng ông bà cha mẹ phải ngầm tu đức hạnh đã lâu nên mới có được con cháu nối tiếp như thế. Nếu không, dù cha mẹ, tổ tông có đức tốt, ai nấy đều biết, nhưng con cái không ra gì, người ta ắt sẽ đâm ngờ cha mẹ. Tổ tông tuy có đức tốt, biết đâu lại có những điều ác ẩn giấu. Nếu không, sao từ cửa đức hạnh tốt đẹp lại nảy sinh hạng con cháu tệ hại đến thế? Vì thế, phải biết rằng, lập thân hành đạo chính là biểu dương đức hạnh của cha mẹ, tổ tông. Làm con, phải chú trọng lòng kính, cẩn thận, dè dặt, tận lực thực hành như thế mới mong khỏi làm nhục lây bậc sinh ra mình. Đời có hiền mẫu mới có hiền nhân. Các thánh mẫu đời xưa chú trọng thai giáo để ôn đúc bẩm chất con cái ngay từ thuở đầu, những mong tập quen thành tánh. Thế gian gọi nữ nhân là thái thái là vì ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tự, bà nào cũng giúp chồng dạy con, mở mang dương nghiệp 800 năm, cho nên mới dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân. Quan tôi thường nói, quyền bình trị thiên hạ, nữ nhân nắm hơn quá nữa. Tôi còn thường nói, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, hàm ý tận hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. Chẳng như nữ lưu ngày nay, đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn nắm lấy chính quyền làm đại sự,
chẳng biết dung bồi ngay từ trong gia đình. Đấy đúng là gom sắt cả chín châu vạn quốc cũng chẳng thể đúc nổi lỗi lầm lớn ấy. Bởi vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng suy đồi. Tai trời dạ người thấy xảy ra liên miên. Tuy những tai dạ ấy do ác nghiệp đồng phận của chúng sinh cảm thành, nhưng thật ra cũng là do đánh mất sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Vì thế, kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, người không thiên tư thành ra bướng bỉnh. Nếu như ai nấy đều được mẹ hiền uốn nắn, thì người người đều thành thiện sĩ. Cùng thì riêng mình thiện, đạt thì khiến người khác cùng thiện. Sao đến nỗi trên không đạo để noi, dưới không pháp để giữ, thói tệ nảy sinh trăm mối, dân không lẽ sống vậy? Chỉ cầu sao chẳng đói, chẳng rét, mơ chi phát tài cự vạn. Để vàng ròng đầy ắp lại cho con, chẳng bằng dạy con một quyển kinh. Tổ đức bị sức mẻ mới đáng chết thẹn, chữ tổ nghiệp bị sức mẻ nào có thương tổn chi? Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành người, nguyên do là thương con nhưng chẳng hiểu đạo, hoặc chỉ chú trọng đến tiền tài, hoặc chỉ lo cho con ăn mặc sang trọng. Tiền xài mặc sức ắt sẽ đến nỗi ăn bậy thành bệnh. Nếu cho đứa này giữ tiền để sinh lợi, thì những đứa kia chẳng được giữ sẽ oán hờn cha mẹ, sinh lòng đố kỵ với anh em, chị em nào được giữ tiền. Đấy đều chẳng phải là cách để dạy con hiếu đễ. Nếu con gái có tiền, khi xuất giá ắt sẽ cậy tiền tự kiêu, hoặc khinh thường chồng, hoặc chẳng hiểu rõ sự việc, đem tiền giúp chồng làm việc quấy. Muốn cho con cái thành hiền nhân thì hãy nên bồi phước, chớ nên tích góp tiền tài. Của cải là gốc quả. Các vị từng thấy không ít người tay trắng làm nên đều là do không tiền tự mình siêng gắng mà được. Nhưng nhà đại phú gia chẳng mấy chốc gia sản trống rỗng. Vì thế cổ nhân nói, để cho con một rương đầy vàng chẳng bằng để cho con một quyển sách. Đọc sách được thì đọc, không đọc được thì làm nghề nông hoặc buôn bán. Ai có nghề nấy để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Con gái nếu có tiền lại hiểu đạo lý, lẽ cố nhiên tiền sẽ thành cái vốn để trợ đạo. Nếu chẳng hiểu đạo lý, tiền sẽ hại cô đó, hại luôn chàng rể, hại lây cả đến cháu trai, cháu gái. Con người một đời thành bại đều là do sự tài bồi tập tành dần dần lúc nhỏ mà ra. Người đã thành thiếu niên phải biết tốt xấu, dạng phần chẳng được học theo thói đời. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Đang lúc tuổi trẻ mạnh mẽ, cường tráng, hãy nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua sách nào, phải nghĩ xem những điều nào sách dạy là trọng yếu đối với con người thì thực hành theo đó. Chứ nếu không, chỉ là cố ngốn sách cho nhiều. Nếu những điều dạy trong các sách nói trên chẳng dễ lãnh hội, thì những điều nói trong các sách như âm chất văn, cảm ứng thiên, vân vân đều là nói trực tiếp, dễ lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường nghiền ngẫm, sửa lỗi, hướng thiện. Lúc nhàn hạ, rất nên niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát để mong tiêu trường nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Đừng nghĩ là khổ sở. Cổ nhân nói, thiếu tráng bất nỗ lực, lão nhân đồ thương bi. Nghĩa là trẻ mạnh chẳng nỗ lực, già cả luống sầu thương. Lúc này bỏ phí quan âm, về sau dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi lẽ tuổi trẻ đã qua, trí nhớ cùng quá nữa, học cái gì cũng phải dùng sức nhiều, nhưng hiệu quả lại ít. Thứ nhất là phải làm người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy kẻ chẳng hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động đừng mặc tình khoái ý, mà phải nghĩ việc này có lợi ích đối với ta, với người thân, người ngoài hay chăng. Chẳng những làm việc gì cũng như thế, mà khi khởi tâm động niệm cũng phải thường như thế. Khởi tâm lành ắt có công đức, khởi tâm xấu ắt mắc tội lỗi. Muốn được báo tốt thì phải giữ tâm tốt, nói lời lành, làm việc lành, lợi người lẫn vật, chẳng làm hại mình lẫn người thì mới nên.
Nếu chẳng vậy, sao hưởng được báo tốt? Ví như đem hình xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể hiện bóng đẹp đẽ được. Ảnh được hiện so với hình xấu, trọn chẳng khác gì. Nếu người quả thật hiểu sâu nghĩa này, tương lai nhất định thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến hết thảy mọi người đều tôn trọng, yêu kính. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ngợi chín chắn, thì thật là may mắn lắm.